Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ giữa nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Tại lễ bàn giao, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng xúc động chia sẻ những tâm tư, tình cảm trong quá trình 40 năm công tác của mình. Mặc dù ở cương vị lãnh đạo nào cũng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Riêng đối với ngành công thương, trong 9 năm làm lãnh đạo cao nhất, nguyên Bộ trưởng cùng tập thể ban lãnh đạo đã có những đóng góp quan trọng cho ngành công thương. Tuy nhiên, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nêu lên những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành công thương thời gian qua. Và mong muốn, ban lãnh đạo mới ngoài phát huy những kết quả đạt được thì cần đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, điều hành xuất nhập khẩu, phát triển thị trường trong và ngoài nước, phát triển công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, v.v. Thay mặt toàn thể lãnh đạo và người lao động ngành công thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cảm ơn ý kiến chia sẻ thẳng thắn, chân thành cũng như sự đóng góp của nguyên Bộ trưởng, đồng thời khẳng định sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của Bộ Công Thương, khắc phục những bất cập còn tồn tại để ngành công thương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.